Xin chào quý vị khán giả, chúc quý vị và các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách cài đặt cái phím Loot Home ở trên điện thoại Android cũng như là trên iPhone. Thế này là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái Loot ảo ở trên điện thoại Android để tránh trường hợp các bạn ấn vào các phím tắt ở cạnh điện thoại thì nó sẽ hại điện thoại và hại các Loot đó lâu ngày này sẽ ảnh hưởng. Thì để tiện và nhanh nhất thì các bạn cài đặt Loot Home cấp phím tắt ra ngoài màn hình. Thì đối với điện thoại Android thì nó không như là iPhone, nó không có chứ có sẵn như nhiều điện thoại hiện đại bây giờ nó có Loot Home sẵn ở trên chiếc điện thoại các bạn, thì các bạn chỉ cần mở nó ra được. Nhưng còn nhiều điện thoại của các bạn không có thì các bạn sẽ vào Set Play, đó bạn mở cái bạn sẽ gõ chữ là cài đặt Loot Home ảo ở trên điện thoại, cũng như là các bạn lấy bản tiếng Anh thì tiếng Anh nó là iCitic là Loot ở trên trên điện thoại Android, thì bạn tải về bạn cài đặt. Thế còn trường hợp mà điện thoại các bạn đó là điện thoại thông minh có sẵn thì các bạn chỉ cần mở nó ra và các bạn ấn vào trong cài đặt, thì cái này cài đặt nó rất bình thường và ấn vào cài đặt thì nó sẽ hiện lên thôi. Thế còn trong các điện thoại thông minh nó có sẵn trên điện thoại thì các bạn sẽ mở cái điện thoại ra sau đó các bạn tìm đến cái login là hỗ trợ, thì trong hỗ trợ này nó sẽ có ghi cái là menu hỗ trợ, các bạn sẽ mở cái menu hỗ trợ ra, sau đó các bạn sẽ ấn vào cái nâng cao, nâng cái tương tác và thao tác. Đấy, các bạn ấn vào tương tác và thao tác, sau đó các bạn sẽ nhìn thấy cái menu hỗ trợ nó có sẵn đây. Đây là cái chiếc điện thoại đời cao của các dòng bây giờ thì nó sẽ tích hợp sẵn cái nút này giống như iPhone. Thì các bạn dùng thì khi bạn sẽ mở cái nút này ra, khi bạn ấn vào thì cái nút này nó sẽ mất, các bạn mở một tích chọn ra thì nó sẽ hiện lên đây là như này đó. Thế trường hợp mà các bạn sẽ cài đặt cái phím này như nào, các chức năng nó thì sẽ bạn ấn vào trực tiếp vào chỗ menu hỗ trợ đây thì nó ra cái cài đặt thao tác của nó, sau đó các bạn sẽ ấn vào cái, trước khi ấn mình để ý, các bạn để ý là cái Loot Home đây nó sẽ có tất cả các chức năng, trên đây nó có 6 chức năng trang nhất này, nhưng mình sẽ cài là 12 chức năng ở trên cái nút ảo này, ở trên màn hình mà chỉ cần cảm ứng là được. Mỗi trang của nó là mỗi trang của nó là 96 cái nút ảo đó, thì hai trang đây mình cài là 13 nút ảo đó. Thì các bạn muốn cài đặt cái nút này như nào, có bao nhiêu cái thì các bạn ấn vào là chọn các menu hỗ trợ này nhé. Đó, các bạn để ý này, nó rất là nhiều. Thì nếu như trường hợp trên này nó có dấu âm nhỏ đây là chúng ta đã cài rồi, thế các bạn muốn cài thêm thì các bạn để ý ở dưới này. Đấy, nó có cái nút ảo dưới này, đây này, xoay màn hình, nói, cửa sổ, gửi, SOS, các biểu tượng. Ví dụ các bạn muốn cài thêm một chức năng nữa lên cái nút Home này thì các bạn chỉ cần ấn vào, ví dụ như mình cài thêm cái xoay màn hình đây, chỗ biểu tượng dấu cộng này, các bạn ấn vào thì nó sẽ lên chỗ xoay màn hình đây. Đó, thì các bạn để ý đây là cái Loot Home đây nhé. Đây, nó đã xoay màn hình, nó hiện lên ở cuối này. Đây là đấy. Thế trường hợp bạn muốn thay đổi cái menu này, đây mình mở ra như này, đây nó là 12 cái này. Bạn muốn thay đổi được các cái vị trí này, cái nút ảo đây, ở trang nhất, trang thứ hai này các bạn tiện nhanh nhất thì các bạn chỉ cần thay đổi, mình sẽ thay đổi các bạn xem nhé. Chọn nhìn lên này. Nếu bạn không thích cái nào nữa, các bạn chỉ cần ấn vào cái dấu trừ này thì nó sẽ mất. Các bạn muốn thêm, bạn chỉ cần ví dụ là lối với này, bích là cái chức năng của điện thoại trên cái chụp ảnh màn hình này, thì các bạn ấn vào nó hiện lên. Thì các bạn muốn nó ở trang trước, trang sau thì các bạn chỉ cần ấn, ví dụ cái mình sẽ cài đặt cái menu này lên phím lên cái trang nhất thì bạn chỉ cần ấn giữ và bạn kéo và đặt lên thì nó sẽ ở ngay trang đầu tiên đó. Cái màn hình tắt này mà bạn không thích thì bạn thì đưa xuống dưới đấy, nó sẽ ra sang trang 3. Đó là cách rất đơn giản bạn cài cái nút Home ảo trên điện thoại của bạn.
Thì cái này nó rất là hữu dụng và tiện ích. Các bạn dùng lâu dài thì sẽ không ảnh hưởng đến cái nút phím cạnh và cái nút home, cái nút ở bên cạnh các cái điện thoại nó ảnh hưởng đến cái phím nó lâu ngày. Các bạn xem ra bạn sửa điện thoại và nó sẽ tốn phí kinh phí cho các bạn. Còn bạn sử dụng nút home nào rất tiện dụng mà nó sẽ giữ được điện thoại của bạn được ổn định lâu dài. Thì hôm nay mình chia sẻ cho bạn cái cách cài đặt của cái phím nút home bảng này trên điện thoại rất là đơn giản. Nhiều trường hợp điện thoại các bạn không có, bạn hãy vào set play và các bạn gõ nút cuốn phím bảng về, bạn ấn cài đặt thì nó sẽ về máy, cài chỉ trong vòng mấy giây là được, không có gì khó khăn cả. Sau đó các bạn cấp quyền sử dụng hay tương tích cho trong cái ứng dụng nó để nó có quyền truy cập vào tất cả các cái menu trong điện thoại của bạn, sau đó các bạn cài đặt bình thường. Thì hôm nay mình chia sẻ cho bạn cái cài nút vào trên điện thoại Android. Xin cảm chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ, cảm ơn bạn.